Đây mời mọi người cùng ngắm biển của thành phố Rạch Giá vào buổi sáng sớm tháng 9 năm 2017 nè. Ở đây hiện giờ rất là nhiều cái lục bình. Xây dựng đây các bạn nhìn ngắm cái quang cảnh ở đây thì hiện giờ đó là lục bình nó đi ra xa cũng cỡ km. Ở đây là vào tháng 9 thì bắt đầu vào cái mùa rất là nhiều loại. Ở đây có những cái quán cà phê chẳng hạn như quán này đây. Là buổi tối là có nhạc sống và các DJ rất là náo nhiệt của hôm vào. Khu này thì có rất là nhiều quán cà phê và ở đây cũng có các quán bên karaoke. Nào thôi chúng ta cùng tiếp tục. Đây là cái góc qua ngay quán cà phê Marina này các bạn. Ở đây sáng nào cũng rất là đông. Ngày xưa ở đây là cà phê karaoke MTV, nó đổi cái tên là MTV Luxury. Đây quán cà phê sake, nhưng mà
mà ngày xưa có đời có những cái sân chơi. Buổi tối đây rất là lung linh. Phía trước là con đường làm hầm. Tối cái khu này có rất là nhiều món ăn vặt. Ủa đợt này qua cá này nhiều hả chị? Đợt này chị qua cá này nhiều. Được rồi, 5 ngàn được rồi. Wow. Còn cá này là ở trong ghe mình đem ra hả chị? Hả, cái này chị đặt ở đây. À, cái này đặt ở đây. Chị dính giờ. Không, cá này nè chị ơi. Cái đó chị đặt ở đây. Cá đó cá ngát, cá biển mà. Ủa, này cá biển hả? Cá biển. Ôi trời, quên, tưởng đâu cá chê. Đó giống hệ hệt cá chê của mình à. Mà cái mặt gỗ 100 gram. Em không biết nữa. Tại sao lại không này không cắt được đâu. Đổ đổ lên quên. Cái lưỡi mèo luôn anh. Lưỡi mèo nhỏ quá. À. Ừ, lưỡi mèo nó ngay nó vậy thôi hả? Nó bươi bươi lên đi. Lưỡi mèo. Hả? Cá kế bên là con cá lù đù. À không, con này nè. Ừ, cái này lù đù. Ủa lù đù à? Lấy cá nâu nó đi. Cá nâu đu đu cái gô bè gô độc đây, gô độc bên đây
màn giùm luôn đi, dẫn mà chưa có ai mà. Ủa vậy cái này mình ở cái này đặt trong đồng đem ra có luôn à, cái luôn non rồi con cá lóc này trời. Nó ra chứ hả, cái này em sơn cho nó ra lỗ ra nước nha. Cái nào nha? Nó hả? Không, không có thờ. Đổ nước cho nó gì đó. Đổ nước vô là nó nhảy mà em đâu cho nước đâu.